Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục với chuỗi bài học về đánh vần và ghép vần nhé. Và chữ cái ngày hôm nay chúng ta được học chính là chữ hờ và chữ ca. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Sau đây, chị em mình sẽ cùng nhau nhắc lại chữ hờ và chữ ca nhé. Trên màn hình của chúng mình bây giờ chính là hình ảnh của chữ hờ. Các bạn cùng đọc theo chị nào. Hờ. 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 Còn đây chính là chữ ca. 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 Các bạn đọc đúng rồi đó. Vậy thì chúng mình cùng nhau đến với phần đánh vần và ghép vần thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ hờ. Khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đánh vần là hờ A ha. Hờ A ha. Hờ A ha. Chữ hờ ghép với chữ E, chúng mình sẽ đánh vần là hờ E ha. Hờ e he. Hờ e he. Chữ hờ ghép với chữ e sẽ được đánh vần như sau. Hờ e he. Hờ e he. Hờ e he. Chữ hờ khi đi với chữ y sẽ được đánh vần là hờ y hi. Hờ y hi. Hờ y hi. Chữ hờ khi ghép với chữ o, chúng mình sẽ đánh vần như sau. Hờ o ho. Hờ o ho. Hờ o ho. Chữ hờ ghép với chữ ô sẽ đánh vần là hờ ô hô. Hờ ô hô. Hờ ô hô. Chữ hờ khi ghép với chữ ơ được đánh vần như sau. Hờ ơ hơ. Hờ ơ hơ. Hờ ơ hơ. Chữ hờ khi đi với chữ u, chúng mình sẽ đọc là hờ u hu. Hờ u hu. Hờ u hu. Chữ hờ ghép với chữ ư sẽ đánh vần là hờ ư hư. Hờ ư hư. Hờ ư hư. Chữ hờ khi ghép với chữ y sẽ đánh vần là hờ y hi. Hờ y hi. Hờ y hi. Chữ ca khi ghép với chữ e, chúng mình sẽ đánh vần là ca e ke. Ca e ke. Ca e ke. Khi ghép với chữ e thì sẽ đánh vần như sau. Ca e ke. Ca e ke. Ca e ke. Chữ ca khi ghép với chữ y ngắn, chúng mình sẽ đánh vần là ca y ki. Ca y ki. Ca y ki. Và cuối cùng, khi ghép với chữ y dài, chúng mình sẽ đánh vần là ca y ki. Ca y ki. Ca y ki. Các bạn lưu ý, đối với chữ ca, chúng mình sẽ không ghép được với chữ a, o, ô và ơ nhé. Sau khi đã học xong cách đánh vần và ghép vần thì tiếp tục chị em mình sẽ cùng chuyển qua phần luyện tập.
Các bạn hãy nhìn lên màn hình cùng đọc theo chị, theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới nhé. Hò A Ha. Hò A Ha Huyền Hà. Hò A Ha Sắc Há. Hò A Ha Hỏi Hà. Hò A Ha Ngã Hã. Hò A Ha Nặng Hạ. Hò E He. Hò E He Huyền Hà. Hò E He Sắc Hé. Hò E He Hỏi Hà. Hò E He Ngã Hẽ. Hò E He Nặng Hạ. Hò E He. Hò E He Huyền Hề. Hò E He Sắc Hế. Hò E He Hỏi Hề. Hò E He Ngã Hẽ. Hò E He Nặng Hẹ. Hò Y Hi. Hò Y Hi Huyền Hì. Hò Y Hi Sắc Hí. Hò Y Hi Hỏi Hỉ. Hò Y Hi Ngã Hỉ. Hò Y Hi Nặng Hỉ. Hò O Ho. Hò O Ho Huyền Hò. Hò O Ho Sắc Hó. Hò O Ho Hỏi Hò. Hò O Ho Ngã Hõ. Hò O Ho Nặng Họ. Hò Ô Hô. Hò Ô Hô Huyền Hồ. Hò Ô Hô Sắc Hố. Hò Ô Hô Hỏi Hổ. Hò Ô Hô Ngã Hỗ. Hò Ô Hô Nặng Hộ. Hò Ơ Hô. Hò Ơ Hô Huyền Hò. Hò Ơ Hô Sắc Hớ. Hò Ơ Hô Hỏi Hở. Hò Ơ Hô Ngã Hỡ. Hò Ơ Hô Nặng Họ. Hò U Hu. Hò U Hu Huyền Hù. Hò U Hu Sắc Hú. Hò U Hu Hỏi Hủ. Hò U Hu Ngã Hũ. Hò U Hu Nặng Hụ. Hò Ư Hư. Hò Ư Hư Huyền Hừ. Hò Ư Hư Sắc Hứ. Hò Ư Hư Hỏi Hử. Hò Ư Hư Ngã Hữ. Hò Ư Hư Nặng Hự. Hò Y Hi. Hò Y Hi Huyền Hì. Hò Y Hi Sắc Hí. Hò Y Hi Hỏi Hỉ. Hò Y Hi Ngã Hỉ. Hò Y Hi Nặng Hỉ. Ca E Ke. Ca E Ke Huyền Kè. Ca E Ke Sắc Ké. Ca E Ke Hỏi Kẻ. Ca E Ke Ngã Kẽ. Ca E Ke Nặng Kẹ.
K-E-K. K-E-K huyền kề. K-E-K kế. K-E-K hỏi kể. K-E-K ngã kẽ. K-E-K mặc kệ. K-I-K. Ki huyền kỳ. Ki ki sắc ký. Ki ki hỏi kỷ. Ki ki ngã kỹ. Ki ki mặc kỵ. Ki ki. Ki ki huyền kỳ. Ki sắc ký. Ki hỏi kỷ. Ki ngã kỹ. Ki mặc kỵ. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn về nhà nhớ xem lại bài học thật nhiều lần để có thể đánh vần và ghép vần một cách thành thạo với chữ hờ và chữ ca nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.